Chào tất cả các bạn đã trở lại kênh của mình ngày hôm nay ha. Ngày hôm nay là 29 Tết rồi. Là nhà mình có là một cái mâm cơm để cúng ông bà. Mình ra cái video này để chia sẻ cho tất cả các bạn cùng rước bà với mình ha. Bây giờ mình sẽ đem những cái phần đồ ăn này đem lên bàn thờ cúng. Rồi, bây giờ mình bắt đầu ha. Nãy giờ nhà mình cũng đã cúng xong rồi, cúng ông bà xong rồi. Bây giờ mình mời tất cả các bạn cùng thưởng thức cái bữa cơm này cùng với tất cả những anh em cùng với gia đình của mình đây nha các bạn. Mời tất cả các bạn ha. Thôi chưa? Đi bỏ về. Đấy, từ từ đi. Tôi bỏ ra, đâu có lạnh. Đấy đi chứ. Bắt qua gặp luôn. Mình ăn trước đi, nữa uống sao nè. Ok. Nè, 1 2 3 vô. Cái nào kia vậy? Chảo lụa phải không? Đúng rồi. Thôi hai mình biết là bữa nãy nấu đi nha, xong chưa nấu trời.
đó rồi cho nó không qua cái gì vậy luôn hả? Quân hết nước rồi. 20 cái. Đây phụ bụng. Bụng luôn hả? Thôi mình vô đi nè. Nãy nghe mùi không biết gì à? Trời ơi, đem cho miệng sớm nè, đỡ hao mồi ông ơi. Dạ, em có từ từ đi, nếu là mi thì châm lên xong rồi hả? Tới... đỡ hao mồi. Ăn nữa không? Ăn nữa. Ăn nữa rồi, giờ gấp. Làm không? Làm đi không? Con ăn cái này. Được. Còn ai lấy gì, Dương Nhung lấy luôn nha. Ồ, đây nè. Bừng chén mắm cũng dưới làm mạnh Dương. Đây là nước có đá nè, mà uống nước lạnh nha. Nước nhóc ở đâu không có nước lạnh. 1, 2, 3, vô. Qua đây đi. Đang ngủ chị, mấy chị này ngủ vậy.
cũng xin tạm dừng cái video đây nha các bạn. Hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video kế tiếp của mình ha. Xin chào. Gần cạn rồi.